Hello các anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Và cái chủ đề của video ngày hôm nay đó là mình sẽ dành cho các anh em tuổi teen. Đó, những anh em tầm từ 18 đến 24. Và mình sẽ gợi ý một số những chai nước hoa mà mình nghĩ rằng chúng ta nên tham khảo để sở hữu. Mình sẽ không nói rằng chúng ta phải có, mình sẽ không nói rằng chúng ta phải dồn tiền để mua ngay lập tức những chai nước hoa mình sẽ list ở trong video này, mà chỉ đơn thuần rằng mình thấy rằng đấy là những chai nước hoa mà chúng ta nên tham khảo để mà sở hữu nếu như chúng ta muốn tìm những mùi hương để phù hợp với phong cách một teen boy, phù hợp một phong cách những chàng trai tuổi trẻ đó. Thì đấy là cái nội dung của video ngày hôm nay. Còn bây giờ anh em mình không nói nhiều nữa, chúng ta hãy cùng trở vào chủ đề chính của video ngày hôm nay. Ok, let's go. Ở vị trí số 8 đó là một chai nước hoa đến từ thương hiệu Clinique và nó có tên đó là Happy For Men. Nghe đến tên chai nước hoa này thì chúng ta cũng có thể hình dung được cái style mùi, cái tông mùi của chai nước hoa này nó là như thế nào. Nó rất là đơn giản. Đó là một mùi hương của Shopee, rất là sạch sẽ, rất là, nói chung là thế nào nhỉ? Rất là dễ sử dụng. Chúng ta có thể sử dụng vào mọi dịp, mọi lúc, mọi nơi, đa dụng mà không hề sợ mọi người cảm thấy khó chịu khi mà ngửi. Đó. Và mình thấy rằng đây là chai nước hoa cực kỳ thích hợp dành cho các anh em tuổi teen. Đấy là một cái độ tuổi của chúng ta, nói chung là về cái sự trải đời, về những suy nghĩ chúng ta nó cũng chưa phải là có những cái nó quá là sâu sắc. Thì chúng ta không nên có những xu hướng chọn những cái tông mùi mà nó thể hiện một cái gì đấy nó khô khan, làm cho con người mình cảm giác nó u tối. Ví dụ như là những chai vetiver hoặc là patchouli, hoặc là những chai quá là thiên về tông mùi gỗ. Thì mình thấy rằng chúng ta không nên, mà ở đây chúng ta nên xu hướng chọn những cái tông mùi nó tươi trẻ, nó tươi mát, để làm sao các chị em ngửi còn cảm thấy là muốn xin số điện thoại đó. Thì Clinique Happy For Men sẽ là chai nước hoa như thế, một cái tông mùi rất là soppy, sạch sẽ. Ở vị số 8, đấy là chai nước hoa đầu tiên mình muốn gợi ý cho các anh em tuổi teen. Ok, ở vị trí số 7 đó là một sản phẩm đến từ thương hiệu Halloween, và mình đã nói khá là nhiều về chai nước hoa này rồi, Halloween Man X. Một sự kết hợp giữa tông mùi cà phê với một chút ngọt, rất thích hợp cho các anh em tuổi teen. Nếu như chúng ta ví dụ như thường xuyên ấy, chúng ta bắt đầu lên đại học rồi thì có những cái buổi party với các anh em, những cái buổi đi chơi với các bạn gái, hoặc là những buổi đi uống nước cà phê. Và một cái mùi hương nào mà nó vừa trẻ trung, nó vừa ít bị đụng hàng, nó vừa sexy, nói chung là bla bla bla, tất cả những cái yếu tố nào mà các em cần của một mùi hương cho tuổi trẻ thì Halloween Man X nó sẽ đáp ứng được rất nhiều cho các anh em. Với tông mùi cà phê và sau đó là cái dry down dựa trên một cái nền ngọt, rất ít bị đụng mùi khi mà chúng ta sử dụng chai nước hoa này. Và như mình đã nói, nó hợp với các anh em teen boy. Tất nhiên thì ở chai nước hoa này cái đôi biên độ sử dụng tuổi của nó cũng rất là rộng, kể cả những anh em lớn tuổi hơn chúng ta hoàn toàn có thể dùng chai nước hoa này. Do vậy, nếu như anh em nào mà thường xuyên có những cái lời mời vui chọn đêm nay thì hãy tham khảo chai nước hoa này, Halloween Man X. Ok, ở vị trí số 7. Số 6 đó là một sản phẩm đến từ nhà Versace và nó có tên Dreamer, người mộng mơ hay một cái gì đấy. Đây là một cái mùi hương mà khi mà chúng ta xịt chúng ta sẽ thấy nó có một cái gì đấy của Jean Paul Gaultier Lemay, của Amour Reflection, một cái tông mùi nói chung là nói thế nào nhỉ, barbershop, một cái mùi những cái tiệm cắt tóc, tiệm mùi rau, mùi cạo râu, mùi bọt rau cạo râu. Và cái mùi hương này nó có một cái đặc điểm là mình, cá nhân mình thấy rằng là khi mà chúng ta xịt ấy, thì chúng ta không cần thiết đừng dí vào này, mà hãy để cho nó giống như kiểu một dạng kiểu hữu xạ tự nhiên hương nó sẽ tỏa ra, thì nó sẽ rất là phù hợp. Mình cho rằng đây là một chai nước hoa mà nó sẽ phù hợp với những cái dịp gì đó gần gũi. Còn gần gũi như thế nào, nó ra làm sao thì tùy các anh em chúng ta sẽ có nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, nếu như các anh em muốn chọn một cái mùi hương nó có một cái gì đấy nó có thể là nó hơi romantic, đó chúng ta muốn một cái style nó hơi romantic trong một cái dịp gì đấy, thì Versace Dreamer là một cái mùi hương như thế. Không thích hợp cho những cái dịp ví dụ như là đi học hay là một cái gì đấy quá là trang trọng thì không hợp. Tuy nhiên, mình nhắc lại, một cái gì đấy romantic thì Versace Dreamer sẽ là cái cú em nó sẽ đáp ứng được cho chúng ta. Ok, ở vị trí số 6. Ở vị trí số 5 đó là một sản phẩm mình đã nói rất là nhiều lần rồi, Dizzy Feel of Life, một cái mùi hương nồng nàn, sexy, không bị đụng hàng, bám mùi tốt và
Mình thấy rằng là phản ứng của các chị em khi mà trải nghiệm mùi hương này thì cực kỳ là tích cực. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn sẽ là một chai nước hoa mà cho các anh em nào đang ví dụ muốn gây ấn tượng với các chị em ở trong lớp, hay một cái gì đấy mà chúng ta muốn là một cái điểm nhấn, chúng ta muốn là một cái sự thu hút đó, một cái sự thu hút đến cho các chị em, thì Feel for Life anh em mình không phải lăn tăn, không phải xoắn về việc mà chúng ta sẽ sở hữu chai nước hoa này nó có ổn, nó có ok hay không. Bởi vì như mình đã nói là cái phản ứng, cái những cái mà nó nhận được, mình đều thấy cái tỷ lệ tích cực nó rất rất là cao. Đó, ở vị trí số 8, 7, 6, 5, Fuel for Life, ok. Đó, ở vị trí số 4, đó là một sản phẩm của nhà Paco Rabanne và nó có tên là Invictus. Không quá là một cái mùi hương mới mẻ, nó sẽ có nét giống như Versace, Dylan Blue hoặc là Dior Sauvage. Bởi vì chai nước hoa này nó có sử dụng nốt theo một cái tông mùi của nhóm những cái chai nước hoa blue đó, rất rất là thịnh hành. Tuy nhiên ở chai nước hoa này mình thấy rằng nó rất rất thích hợp cho những cái buổi dã ngoại, đặc biệt là đi biển, thì cái mùi hương nó nồng nàn và cái cảm giác khi mà ví dụ như dưới nắng nóng ấy, càng nóng thì cái vị thơm, vị ngọt của long diên hương kết hợp, như nếu như mình không nhầm nó có cả dùng cả si nốt nữa, thì nó rất rất là thích hợp. Bởi vì bản thân mình cũng thế, mình khi mà mình đi những cái ví dụ dạng như kiểu là đi dã ngoại, đi chơi dã ngoại, đi biển, mình rất thích sử dụng chai nước hoa này. Bởi vì trong một không gian rất là rộng, một cái mùi hương nó ngọt ngào, nồng nàn và nó rất rất là quyến rũ nữa, nó kết hợp cùng với cái nắng nóng mix cùng mà mình không biết phải diễn tả nào, nhưng mình cảm thấy nó rất rất thích hợp trong những cái dịp đấy. Thì anh em nào nếu mà, tất nhiên rồi, nếu mà chúng ta muốn có một nhu cầu cho những cái chai như kiểu dành riêng cho những cái chuyến dã ngoại trời ngày hè với các chị em cùng lớp, thì đây Paco Rabanne Invictus, ok, chai nước hoa ở vị trí số 4 đó. Ở vị trí số 3, đó là một sản phẩm đến từ thương hiệu niche của Na Uy và chai nước hoa này có tên Gear Nest by Gear, một sự kết hợp giữa tông fruity và một chút floral, một chút trái cây cộng chút hương hoa. Khi mà chúng ta xịt chai nước hoa này, chúng ta sẽ thấy có một cái gì đấy của Chanel Alu Sport Ice Cream và thậm chí là một chút của Landy Delon EDT. Tuy nhiên không, nó không phải là cái phiên bản clone của hai chai nước hoa đấy, mà chúng ta sẽ thấy đâu đấy cái hình dáng của hai mùi hương của chai nước hoa này. Thì mình muốn nói rằng đây sẽ là một cái mùi hương thơm nhẹ nhàng và một chút nồng nàn. Cá nhân mình thì mình thấy rằng nó rất là phù hợp trong những ngày mưa, cái kiểu trời mưa phùn và chúng ta xịt chai nước hoa này thì mẹ ơi, quá là phê. Mình rất thích sử dụng chai nước hoa này vào những ngày trời nó hơi kiểu mưa phùn, lây phây và xịt em này lên thì rất rất là thích hợp. Đôi khi chúng ta cũng cần phải một chút gì đấy cầu kỳ, ngày nắng, ngày gió, và sẽ phải có những chai nước hoa dành cho ngày mưa và nó hợp với cái style teen boy của các anh em nữa. Đó, ở vị trí số 3, Gear Nest by Gear, ok. Ở vị trí số 2, đó là một chai nước hoa mình nghĩ rằng hơi khó tìm cho các anh em, nhưng mà mình sẽ vẫn share cho mọi người. Đó là Cherry and Pour Home All the Toilet. Như mình đã nói ở video trước, đây là một tông mùi có thể gọi nhẹ nhàng hơn của Antrame, bởi vì với cái tông chủ đạo của nó là quả lê. Mùi rất 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 là nhẹ nhàng. Mình nghĩ rằng nó rất thích hợp cho các anh em nào mà chúng ta muốn giống như kiểu một cái mùi hương mà xịt, có thể đi đến những chỗ đông người và không gian hẹp, mà chúng ta không muốn gây khó chịu cho mọi người. Bởi vì với một cái tông mùi dạng như kiểu fruity, trái cây nhẹ nhàng và mix cùng với hương floral, thì sẽ rất khó để đòi hỏi một chai nước hoa có sự bám và tỏa mùi một cách dữ dội. Tuy nhiên nếu như chúng ta muốn một cái mùi hương nó nhẹ nhàng, lịch sự và nhã nhặn, thì Cherry on Pour Home All the Toilet, chủ đạo tông mùi của nó là quả lê, thì lại rất là phù hợp. Do vậy chúng ta hãy thử check xem, ok, chai nước hoa số 2. Và chai nước hoa số 1 mà mình muốn giới thiệu đến cho anh em thì mình chưa kịp lấy về, mình đang cho mượn mà mình chưa kịp lấy về. Đó là Azzaro Wanted by Night, một mùi hương có thể gọi là rất là ok, xứng đáng với số tiền mà chúng ta sẽ bỏ ra sở hữu, với sự kết hợp của trái cây, của thuốc lá. Tuy nhiên nó không hề là khô khan mà nó rất là nồng nàn, và nó nói chung là mình nghĩ rằng nó sẽ rất là cuốn hút trong những ngày bắt đầu se se lạnh đó. Thì
Chan hoa số 1 mình muốn giới thiệu đến cho các anh em team boy đó là Azero Wanted by Night. Ok. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em 8 chai nước hoa mà mình nghĩ rằng là các anh em team boy nên tham khảo để chúng ta sở hữu một trong những chai nước hoa mà mình list trong video này. Tất nhiên thì mình như mình đã nói là chúng ta không nhất thiết phải sở hữu mà chúng ta chỉ nên tham khảo để quyết định đó. Video của mình đến đây là hết, rất hy vọng các anh em cảm thấy video này hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và bye bye.